Liên quan vụ cháy nhà ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh khiến 4 người tử vong, ngày 17 tháng 2 năm 2024, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã đến hiện trường vụ cháy trong hẻm đường Cách mạng tháng 8 ở phường 15 quận 10, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với thân nhân gia đình các nạn nhân. Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 17 tháng 2, đến hơn 11 giờ trưa cùng ngày, công an quận 10 vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng phong tỏa khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Lực lượng chức năng đánh giá đây là vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, tức PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin nhanh diễn biến vụ việc. Danh tính 4 nạn nhân tử vong được xác định gồm 2 người phụ nữ 46 và 47 tuổi và 2 người đàn ông cùng 38 tuổi. Trong các nạn nhân, một phụ nữ là giáo viên dạy tiểu học tại quận 5, một người làm ở cơ quan nhà nước. Căn nhà bị cháy có một tầng gác được bọc nhiều khung sắt theo kiểu chuồng cọp. Theo đó, khoảng 3 giờ 40 phút rạng sáng 17 tháng 2, đám cháy bùng lên dữ dội tại căn nhà trong hẻm 623 Cách mạng tháng 8. Vị trí đám cháy được xác định tại khu vực phòng bếp tầng trệt và trên gác. Lúc này, đám cháy tiếp tục lan rộng qua tầng trệt và căn gác của nhà liền kề. Phát hiện vụ việc, khoảng vài phút sau, lực lượng ban đầu gồm công an phường 15, dân quân, bảo vệ dân phố và tổ liên gia khu phố 5 sử dụng bình chữa cháy để xử lý đám cháy và hướng dẫn 7 người dân thoát khỏi đám cháy. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy tỏa nhiệt rất lớn, khói khí độc phát ra nhiều. Nhận thấy tình hình vụ hỏa hoạn phức tạp, công an quận 10 báo cáo lên chỉ huy xin chi viện. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 11 lập tức đến hiện trường. Đến khoảng hơn 4 giờ sáng, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 4 người tử vong. Ước tính ban đầu tổng diện tích cháy tại hai căn nhà là hơn 101 m². Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cơ quan chức năng địa phương sớm điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ cháy gây hậu quả đau lòng.